Xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau khám phá về 5 kỳ ưu thế vượt trội của tôn Hòa Phát. Sở dĩ có cái đề tài ngày hôm nay là vì ngày hôm nay máy tôn qua đang có mặt tại phố Thái Hà, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội. Các bạn ạ, đang chúng em đang tiến hành thi công một cái máy tôn Hòa Phát. Qua cái quá trình khám phá này thì cái điều này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tại sao tôn Hòa Phát lại là cái sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. Ấy. Cái ưu thế thứ nhất là cái chất lượng nó rất là bền bỉ. Cái tôn hòa phát nổi tiếng với cái chất lượng nó bền bỉ cao, được sản xuất từ nguồn uh, nguyên liệu chất lượng. Tôn hòa phát có khả năng chống ăn mòn và chịu lực cực kỳ là tốt các bạn ạ. Cái ưu thế thứ hai là đa dạng về màu sắc. Tôn hòa phát thì nó không chỉ đảm bảo về cái vấn đề chất lượng mà còn mang đến sự đa dạng về màu sắc và thiết kế quý anh chị và các bạn nhé. Bạn có thể tùy chọn theo phong cách của riêng mình từ các cái gam màu truyền thống cho đến những kiểu dáng hiện đại giúp cho cái máy nhà trở nên sang trọng và mang tính ca, cá nhân của cá nhân bạn nhé. Cái ưu thế thứ ba là tiết kiệm năng lượng. Cái tôn hòa phát thì được thiết kế với cái công nghệ tiên tiến giúp cái tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là cái khả năng phản xạ nhiệt rất là tốt đấy quý anh chị và các bạn. Cái ưu thế thứ tư là dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng. Một trong những cái điểm mạnh của Tôn Hòa Phát là cái quá trình lắp đặt và bảo dưỡng nó rất là dễ dàng. Điều này không chỉ tiết kiệm về mặt thời gian mà còn giảm chi phí lao động cho quý anh chị và các bạn nữa. Cái ưu thế thứ năm là cam kết về chất lượng. Cuối cùng thì cái Tôn Hòa Phát để đặt chất lượng lên hàng đầu với cái cam kết chất lượng. Bạn có thể tin tưởng rằng là cái máy nhà của nhà bạn sẽ được bảo vệ một cách bền vững và đẹp mắt trong cái suốt cái thời gian sử dụng cuối cùng thì nếu bạn đang tìm kiếm một cái giải pháp chất lượng và đáng tin cậy cho cái mái nhà của mình thì cái tôn hòa phát là cũng là một cái sự lựa chọn hết sức là tuyệt vời đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mái tôn Á qua nhé đừng quên ấn nút like và subscribe để lại thêm nhiều những cái thông tin hữu ích khác hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nếu như quý anh chị nào mà đang có nhu cầu cần làm một cái mái tôn hòa phát như thế này thì xin inbox về cho số zalo em để ở link mô tả ở bên dưới đấy xin cảm ơn nhé